Cuộc đời tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nghịch thiên đảo vận, liên tục đón vận may trúng số, xứng tầm đại gia, sung sướng tột cùng, giàu sang phú quý, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời đúng tháng 5 âm lịch 2024. Khi xem lá số tử vi của 12 con giáp tháng 5 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, thì thấy rằng con giáp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, suốt thời gian qua đã đen đủi vô cùng, làm ăn chẳng được thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc thì cứ ra đi mãi chẳng thấy về, nhìn đâu cũng thấy việc cần đến tiền, thiếu trước hụt sau, nợ nần chất đống, không biết còn có thể gắng gượng đến bao giờ. Nhưng theo lời tiên tri chính xác của thần đồng tiên tri Ấn Độ, ngay khi bước vào tháng 5 âm lịch, con giáp này sẽ được hưởng phúc lộc trời ban, cát tinh cao chiếu thẳng mặt, nhờ đó mà vận trình vô cùng hanh thông, làm ăn gấp 5, gấp 10, tiền tài cứ thế mà ào ào đổ vào túi, xây nhà to hơn, sắm xe xịn hơn, tậu thêm đất, trúng số liên tục, đổi đời đại gia, khiến thiên hạ đỏ mắt phát thèm. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Tân Sửu với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loại hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao, gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Tuổi Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Tân Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Tân Sửu làm việc một cách trịnh tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn, ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Tân Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Tân Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Tân Sửu âm lịch, bản mệnh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lúc này nên tiếp tục hoàn thiện những gì bạn đang làm tốt và tránh rơi vào những miệng đất xa lạ. Đây không phải là thời điểm tốt để ký kết thỏa thuận mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cách bạn làm việc, nhất là khi ngũ quỷ hung tình xuất hiện. Điểm báo có tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng cuộc sống của bạn. Cho dù cố gắng hài hòa, nhưng bạn vẫn có thể nổi nóng khi những kẻ phá đám xuất hiện trong cuộc đời bạn. Rắc rối cũng có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Thời gian này, bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh của mình, tránh việc vô tình tiết lộ,
khiến kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại cho bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng xung quanh bạn vẫn có nhiều người tốt bụng, do đó đừng để bản thân rơi vào tình trạng nhạy cảm quá mức, khiến bạn phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy bình tĩnh và luôn luôn chủ động trong mọi tình huống nhé. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành tương sinh, mở ra những cơ hội mới khá hay ho đối với con giáp tuổi Tân Sửu. Nhất là với những ai ham học hỏi, bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích để có thể gia tăng nguồn thu hoặc lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần thời gian cân nhắc phải lựa chọn một cách cẩn trọng. Hãy cẩn thận về tài chính, vì mọi việc có thể không tốt đẹp như bạn tưởng. Lúc này nên ưu tiên việc tìm hiểu, đây không phải là thời điểm tốt để tham gia liên danh hay hợp tác mới, kể cả nếu có những cơ hội vô cùng hấp dẫn, hãy đợi đến tháng sau nhé. Trong kinh doanh, bản mệnh cần tỏ ra chừng mực khi đưa ra quyết định, đây không phải là lúc bạn có thể mạo hiểm, tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay thay đổi cách làm việc nếu mọi thứ đang ổn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tháng mới, con giáp tuổi Tân Sửu đừng để những chuyện cũ gây phiền não, hứa hẹn đây là tháng tràn trề hy vọng cho bản mệnh, vì thế hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ nhé. Tam hợp đã bật đèn xanh cho những con giáp tuổi Tân Sửu đang e ngại, chưa dám tỏ tình, thì nay hãy chủ động tấn công, bạn dễ dàng thành công nếu bày tỏ trong tháng 5 âm lịch này. Có thể nói, sau những sóng gió, thì nay tử vi tháng 5 năm 2024 của tuổi Tân Sửu âm lịch lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm, giải tỏa những lo lắng đang ngự trị trong lòng bản mệnh suốt thời gian qua. Những cặp đôi cũng rất dễ đón tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này. Nhìn chung, dù là tên gì cũng mang lại cho bạn nhiều năng lượng tích cực hơn bạn có thể nghĩ. Về phương diện sức khỏe, theo dõi tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, sức khỏe của bạn mình có vẻ tốt hơn, dễ đạt được cân nặng như bạn mong muốn. Ngoài ra, bạn tránh việc thức khuya, khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Sức ngủ và nghỉ ngơi là cách tốt nhất để phục hồi sức khỏe, hay đảm bảo bạn được ngủ đủ giấc trong ngày. Thường xuyên giải lao và có quãng nghỉ để tăng cường sức khỏe và tăng cường khả năng tập trung. Hơn nữa, thời điểm tháng 5 âm lịch này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận, hãy quan tâm hơn tới những vị trí này của cơ thể. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Tử vi khoa học nhận thấy 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch là lúc bản mệnh nhận được rất nhiều may mắn. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước đó. Tài vận của bạn đương lúc cực vượng, các khoản thu tăng tiến không ngừng, cũng bởi bạn làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau, nên việc hợp tác làm ăn dễ thu về lợi nhuận. Nhất là trong thời gian này, người làm đầu tư kinh doanh có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng triển vọng. Trong khi đó, người làm công ăn lương, được quý nhân chỉ đường dẫn lối, tuy cao khó tránh khỏi bị kẻ xấu ghen ăn tức ở. Thiên quan tạo ra những cạm bẫy để hạ bệ con giáp này, nhưng nhờ có hữu bậc cát tinh hóa nguy thành an, nên về cơ bản không có tổn hại gì đáng kể, bản mệnh vẫn giữ vững được phong độ của mình và không đánh mất vận may hiếm có. Bách việt trợ đào hoa xuất hiện trong tử vi 10 ngày đầu tháng của người tuổi Tân Sửu, giúp cho bản mệnh không chịu nhiều nỗi buồn về đường tình cảm. Dù bận rộn, nhưng đôi lứa vẫn tìm cách để gặp gỡ, trao nhau yêu thương, chăm sóc chu đáo, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Bản mệnh không vì bận rộn mà trách cứ đối phương. Quý nhân, Tỵ, Dậu, tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số may mắn, 10, 02, 35. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tử vi cho thấy, người tuổi Tân Sửu có nhiều điều xui xẻo, nhưng có lẽ những điều này chủ yếu tập trung vào đường tình duyên của con giáp này. Riêng tài lộc và sự nghiệp lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, tình duyên lận đận, bản mệnh có thể gặp được người như ý, nhưng chưa chắc đã được thỏa nguyện. Thời gian này có ấn quan tương trợ, nên có thể nói, người tuổi Tân Sửu công danh, sự nghiệp sáng lạng vô cùng, mọi việc tiến triển trơn tru, suôn sẻ, không hề có trở ngại gì đáng kể, bản mình cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng đối với năng lực xuất chúng của mình. Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc,
khi mà cả chính tài và thiên tài cùng tụ hội. Đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ. Tất nhiên, bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tích lũy tiền của cho những kế hoạch sắp tới. Hãy nhớ tính cách hòa đồng và nhiệt tình, cùng năng lực và những kinh nghiệm thực chiến sẽ giúp con giáp này rất nhiều trong các cuộc đàm phán hoặc gặp gỡ đối tác. Khi lấy được cái nhìn thiện cảm thì bao giờ mọi sự cũng dễ dàng hơn. Nhìn chung mọi thứ đang đi vào đúng quỹ đạo mà bạn mong muốn. Vậy nên, hãy tự tin và làm hết sức mình. Chắc chắn bạn sẽ tạo ra được nhiều giá trị lớn lao hơn nữa, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình. Quý nhân, Hợi, Tý. Tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số may mắn, 22/09/45. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tử vi cho thấy, người tuổi Tân Sửu có thời gian vô cùng tươi sáng và rực rỡ, vận may tới tấp, chuyện vui không ngừng, đường tình duyên cũng theo đó mà thăng hoa, đào hoa nở rộ, bản mệnh nhận được nhiều tình cảm từ người khác phái. Tuy vậy, vận trình sự nghiệp của con giáp này lại đang đối mặt với nhiều nguy cơ trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này. Không có các thần che chở, bản mệnh cần phải dựa vào sức mình, tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, sức người có hạn mà tiểu nhân thiên quan lại quá mạnh, có thể bản mệnh sẽ phải chịu thất bại nặng nề. Tài vận của bạn đương lúc cực vượng, các khoản thu tăng tiến không ngừng, cũng bởi bạn làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau, nên việc hợp tác làm ăn dễ thu về lợi nhuận. Bản lĩnh của con giáp này là điều không có gì phải nghi ngờ. Thay vì cắm đầu làm việc mà không suy nghĩ, bạn đã biết mình phải làm thế nào để vừa tiết kiệm thời gian, công sức, lại vừa giành được thành tích lớn lao. Hơn nữa, bạn lại không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng đối đầu với khó khăn và tìm cách giải quyết cho bằng được. Con giáp này chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Song cũng có lúc bản mệnh thể hiện sự bảo thủ, ngại thay đổi và không dám tiếp thu những cái mới. Đây cũng chính là điểm yếu mà tuổi Tân Sửu cần khắc phục mới có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Cuối tháng có tiểu hao quấy phá, bản mệnh nên đề phòng cảnh giác, kéo bị kẻ xấu lợi dụng, lấy tiền bạc của mình phục vụ cho mục đích cá nhân. Quý nhân, Tý, Tỵ. Tiểu nhân, Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số may mắn, 83/22/95. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tý. Chuột và trâu là cặp đôi khá hấp dẫn, theo kiểu trái chiều hút nhau. Chuột thông minh, sắc sảo và hài hước, còn trâu nhút nhát và nghiêm túc. Tuy vậy, giữa họ vẫn có sợi dây liên kết vô hình. Chuột mê trâu ở sự duyên dáng, nhưng ẩn chứa bên trong là sức sống mạnh mẽ, còn trâu hâm mộ chuột ở trí thông minh và sự đáng tin cậy. Khi Tý và Sửu cùng nhau làm ăn, họ sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhau. Trâu sẽ là nhân vật chủ chốt vì rất cần mẫn và chịu khó. Con chuột sẽ hỗ trợ trâu bằng cách tận dụng trí thông minh của mình. Chuột đảm nhiệm rất tốt vai trò của người đàm phán hoặc gặp gỡ khách hàng. 2. Tuổi Tân Sửu với tuổi Sửu. Người tuổi Sửu thường có tính cách cần cù, chịu khó, ý chí vững vàng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ cũng có sức chịu đựng cao, nên có thể vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Họ có tính kiên định, thậm chí là cứng nhắc. Một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi. Đây cũng vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của người tuổi Sửu. Trong hợp tác làm ăn thì tuổi Sửu không nên kết hợp với tuổi Sửu, bởi cả hai dù có chung tính cách nhưng không bứt phá được. 3. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dần. Tuổi Hổ thích mạo hiểm, trong khi tuổi Trâu lại sống khép mình và nội tâm. Tuổi Hổ thích đi đây đó, con Trâu lại thích tích lũy và ổn định ngay từ đầu. Nhưng tệ hơn cả là cả hai con giáp này đều cho mình là đúng, chẳng bên nào chịu nhường nhịn và không tìm thấy điểm tốt của bên kia. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người cầm tinh con hổ có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Trâu,
sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Trâu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Hổ, thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Sửu sẽ dạy dẫn cách bình tĩnh và tập trung, ngược lại dẫn chỉ cho Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. 4. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mão. Có thể nói, hai tuổi, Trâu và Mẹo sống nội tâm nhất trong 12 con giáp. Họ rất khó biểu đạt tình cảm thành lời. Nhưng trong lòng họ, luôn đầy ắp sự yêu thương và nhường nhịn. Cả hai đều thân thiện, cẩn trọng và chú ý chăm sóc người khác. Còn khi là đối tác làm ăn, hai nhân cách này ứng xử có hợp nhau không? Tuổi Mèo thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Trâu, bởi người cầm tinh con Trâu rất chăm chỉ và đặc biệt Mèo rất khâm phục Trâu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với Mèo, vì Mèo khá bị động và dễ sai khiến, Trâu tìm đến Mèo với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Tân Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. 5. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thìn. Người tuổi Tân Sửu thường có những đức tính tốt như siêng năng, chăm chỉ, quyết tâm, mạnh mẽ và đam mê cuộc sống. Những người sinh vào tuổi này nhìn chung rất kiên định và kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh. Rồng là một con vật rất mạnh mẽ và được tôn kính. Rồng tượng trưng cho sự thống trị và tham vọng, nhưng cũng là một con vật linh thiêng với bản tính thần thánh. Những người sinh năm này tràn đầy năng lượng và sức sống mãnh liệt. Họ là biểu tượng của sự quyến rũ rực rỡ và quyền lực, giàu có. Người sinh năm Rồng sống có lý tưởng và hoài bão, trong khi người tuổi Tân Sửu thì nhút nhát và nghiêm túc hơn. Nhưng nếu cả hai có cùng mục tiêu, họ sẽ kết hợp tốt trong công việc. Người tuổi Thìn rất nhạy bén trong việc kiếm tiền, nhưng không coi tiền là tất cả, nên được người tuổi Tân Sửu yêu quý và cùng nhau nỗ lực. 6. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tỵ. Một trong những tính cách nổi bật của người tuổi Tân Sửu là cần cù, siêng năng và có sức khỏe tốt. Người tuổi Tân Sửu có đức tính chăm chỉ, cố gắng làm lụng để có cuộc sống ổn định. Người tuổi Tỵ có tính cách thích khám phá, tò mò về thế giới xung quanh. Người tuổi này có khả năng lãnh đạo, dễ thăng tiến nhờ vào khả năng làm việc hiệu quả. Từ tính cách của người tuổi Tân Sửu và tuổi Tỵ, có thể thấy cả hai tuổi này có nhiều điểm chung hơn là khác biệt. Cả hai tuổi đều chăm chỉ, làm việc hiệu quả, cho nên dễ thành công trong công việc. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp, tuổi Sửu và Tỵ khá hợp cả. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của người tuổi Sửu sẽ bổ sung cho người tuổi Tỵ ở chỗ. Tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định, con giáp này khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tỵ còn khéo léo và giao tiếp khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của con giáp tuổi Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. 7. Tuổi Tân Sửu với tuổi Ngọ. Ngựa và Trâu là một cặp không hợp cả, nhưng có thể nhờ sự khác biệt về tính cách mà họ có thể bù đắp cho nhau, với điều kiện đôi bên cùng phải thấu hiểu. Tuổi Tân Sửu sống nội tâm và trân trọng các mối quan hệ, nhưng họ lại mang trong mình mặc cảm, tự ti, họ e lệ, họ tận tâm và đây là một trong những điểm hiếm hoi có thể quyến rũ tuổi Ngọ. Trong chuyện làm ăn, họ có thể hợp tác với nhau, với điều kiện người tuổi Ngựa thực sự muốn gắn bó với kế hoạch kinh doanh lâu dài. Về bản chất, tuổi Ngọ không gắn bó với một điều gì thực sự, bởi họ thích sự thay đổi và mê khám phá những lĩnh vực mới. Bù lại, người tuổi Ngựa làm việc rất hăng say và chắc chắn. Đây là điểm mà tuổi Tân Sửu đánh giá cao. 8. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mùi. Mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cân bằng, vì đây là hai con giáp dường như đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị, thì tuổi Tân Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi Dê cho rằng, chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Trâu khiến người cầm tinh con Trâu hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Trâu thì thấy tuổi Dê sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. 9. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thân. Có thể thấy, tuổi Tân Sửu và tuổi Thân họ đều mang trong mình nhiều điểm khác biệt về tính cách.
với người tuổi Tân Sửu sẽ luôn muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, còn những người tuổi Thân lại yêu thích sự cạnh tranh để phân tài cao thấp một cách rõ ràng. Điều này chính là điểm khiến cho mối quan hệ của họ có thể bù trừ cho nhau. Những người tuổi Thân sẽ luôn biết cách khiến cho cuộc sống của tuổi Tân Sửu trở nên phong phú hơn, và tuổi Tân Sửu có thể dốc bầu tâm sự với những người tuổi Thân. Nếu để nói về sự hợp tác làm ăn, thì hai hành tinh này sẽ rất khó mà giao tiếp được với nhau, bởi rất đơn giản, họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Tân Sửu muốn làm việc chăm chỉ, tập trung và đúng ngay từ đầu, trong khi tuổi Thân lại chỉ tập trung vào công việc, khi đã biết chắc về kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, người tuổi Thân sẽ cảm thấy chán ngán, bởi tính thực tế có phần bảo thủ của tuổi Tân Sửu. Hơn thế nữa, còn coi tuổi Tân Sửu là kẻ phá đám. 10. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dậu. Mối quan hệ giữa tuổi Trâu và tuổi Gà gần như đạt tới mức hoàn hảo. Dù là người thân, anh em hay bạn bè, nếu có sự khác biệt giữa họ thì đó cũng là những điểm bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Sửu và Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi mạo hiểm. Những đặc điểm này của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Tân Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. 11. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tuất. Dù là bạn, người yêu hay đối tác làm ăn, Sửu và Tuất đều kết hợp khá ăn ý với nhau. Cả hai con giáp này đều đánh giá rất cao niềm tin, bản chất trung thực, và quan trọng hơn cả, họ đều tìm thấy ở nhau những điểm trên. Tuổi Tuất rất hay lo lắng và nghĩ cho người khác, còn tuổi Tân Sửu vừa thông minh, vừa rất khâm phục Tuất và không bao giờ để cho Tuất có lý do gì để rèn hay phản bội. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Sửu tin Tuất và ngược lại, Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về Sửu. Tuổi Tân Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu, còn tuổi Tuất có biệt tài, đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. 12. Tuổi Tân Sửu với tuổi Hợi. Sửu và Hợi kết hợp khá ăn ý, đặc biệt khi họ là một cặp uyên ương. Họ có thể ở bên nhau cả ngày, quanh quẩn với chiếc giường, buồn tắm, tẩm quất cho nhau, cùng ăn uống và tận hưởng cuộc sống. Không phải vì hai con giáp này lười biếng, mà họ rất hợp nhau ở những khoảng trên. Trên thực tế, tuổi Tân Sửu sống thực tế và rất nghiêm túc, còn tuổi Hợi thì luôn đề ra các mục tiêu cho mình. Tuổi Tân Sửu luôn có xu hướng tạo cho ngôi nhà của mình không khí hài hòa và yên tĩnh. Đây cũng chính là điều mà tuổi Hợi mong đợi. Biết rằng Sửu thường ngại ngùng, nhút nhát, nên Hợi thường tìm cách kéo Sửu đi cùng mình trong các cuộc vui để mở mang và năng động hơn. Bên cạnh đó, Hợi cũng rất vui khi được ở nhà cùng Sửu, vì Sửu vốn thích quanh quẩn trong nhà hơn là các hoạt động xã hội. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Tân Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn, nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Tân Sửu. Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Tân Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, Hợi rất hài lòng. Sửu không bao giờ lợi dụng những gì Hợi có nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Tân Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều người rất sợ trách nhiệm, vì sợ mình làm sai sẽ bị trách mắng. Thậm chí có một số người làm từ thiện xong bị chê vì cách thức thực hiện, thì vội tức giận bảo, đã thế tôi không làm nữa. Họ nghĩ rằng không làm gì thì khỏi phải lo lắng rằng mình làm điều tốt hay điều xấu, sẽ luôn là kẻ vô tội trong mọi tình huống. Nhưng thực ra, nếu không làm điều tốt, không khác gì làm điều xấu cả. Ví dụ, thấy chết mà không cứu cũng là tiếp tay cho kẻ thủ ác, hay bạn vô tình bị ngã vì hòn đá ngã đường, nhưng cứ mặc nó ở đấy, vì nghĩ rằng việc chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng chính thái độ thờ ở đó, mà hòn đá có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp theo, nghĩa là bạn cũng đang vô tình làm điều xấu đấy thôi. Ai cũng có sẵn lòng tốt, nhưng cứ duy trì sự thờ ơ, lạnh lùng mãi như thế, dần dần ta đã chôn vùi hơi ấm của mình sâu trong tim, rồi thành kẻ ác lúc nào không hay. Tương tự,
Những người chỉ biết nghĩ đến mình và nghĩ ai cũng chống lại họ, thường có xu hướng tự bọc mình trong tấm áo giáp của sự tàn nhẫn và tự đại. Do đó, đừng so đo việc ai đó đánh giá vì ta có đủ tốt, đủ vô tư hay không. Hãy làm mọi thứ bằng cái tâm của mình. Mặc kệ việc người đời phán xét, nếu còn những việc không ai nhờ cũng phải chủ động làm, chủ động lên tiếng để giúp đỡ người khác. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật, Ngài luôn bắt đầu trò chuyện với mọi người để giúp họ đương đầu với những đau khổ của mình. Ngài không đợi người khác bắt chuyện với mình trước, cũng không lo lắng về việc họ có thể nghĩ gì về mình. Ngài chú tâm tới mọi người một cách ấm cúng và thoải mái. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.